Phật ra ya ya ra ya ra ma ma Phật ma ra mong đề lệ hê hi hê đăng ma ra sam Phật ra sa lợi Phật sa Phật sam Phật ra na ya ho lo ma ra ho lo Đà Phật. Này các loài hữu tộc hãy lắng nghe lời Phật dạy. Tử sanh là ải phải đi qua, đi mãi nhưng ai đã đến nhà. Quanh quẩn ba đường cùng sáu nẻo, muốn ra cần gấp niệm Di Đà. Do bởi các ông lòng tham dục thì nhiều, tâm tưởng lành là ít, nên nay đọa làm thân thủy tộc. Có loài ở trong sông rạch đầm ao với các thứ thân hình không nhất định, khi thì bị lưới rập câu mất, hàng ngày phải chịu 100 lần chết mới được một lần sống. Mạng gửi giao thớt, hồn nương nước nóng lửa than. Nay đầy đủ duyên lành gặp quý Phật tử, phát tâm thí số tiền mua chuộc sanh mạng của các ông, cầu xin 10 phương chư Phật khiến các ông tỏ sáng linh thông để quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Quy Tam Bảo rồi vĩnh viễn không còn đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đời đời qua lại cõi nhân thiên tu hành mau chứng quả Bồ Đề. Chúng sanh xưa tạo các nghiệp ác, đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả chúng sanh nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sanh quy y Phật, chúng sanh quy y Pháp, chúng sanh quy y Tăng. Chúng sanh quy y Phật, chúng sanh quy y Pháp, chúng sanh quy y Tăng. Chúng sanh quy y Phật, chúng sanh quy y Pháp, chúng sanh quy y Tăng.
Chúng sanh quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục. Chúng sanh quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ. Chúng sanh quy y Tăng rồi khỏi đọa bàn sanh. Chúng sanh quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục. Chúng sanh quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ. Chúng sanh quy y Tăng rồi khỏi đọa bàn sanh. Chúng sanh quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục. Chúng sanh quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ. Chúng sanh quy y Tăng rồi khỏi đọa bàn sanh. Quy y Tam Bảo Pháp Bồ Đề, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, công đức vô biên tận vị lai, nhất thiết đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Phóng sanh công đức thù tăng thành vô biên tăng phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tóc vàng vô lượng quang Phật sát nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não nguyện đắc trí huệ chân minh liễu phổ nguyện tội chướng tiêu trừ đế thượng hành Bồ Tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ trung cổ phạm liên hoa vi phù màu khai kiến Phật ngộ vô sanh bất nói Bồ Tát vi bàn lượng nguyện về thờ phổ cảm ơn nhân thiên ngà đằng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh. Nam mô Đại Từ Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh phục nguyện. Quan Âm Bồ Tát Thánh Linh Thiên, nay có quy Phật tử gặp bệnh duyên, ngưỡng cầu Bồ Tát Thùy Gia Hộ Nhành Dương Cam Lộ Giải Oan Khiên. Hôm nay là ngày 6 Tây tháng 4 năm 2022, nhằm ngày mùng 6 tháng 3 năm Nhâm Dần. Quý Phật tử đạo tràng niệm Phật tâm lượng tâm hạnh, cùng gia đình Phật tử Nguyễn Đoàn Tuyết Sương cung kính thừa hành lời Phật dạy, phát Bồ Đề tâm quảng đại mua vật phóng sanh, nguyện đem công đức lành hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng dưới cứu ba đường khổ. Kính nguyện hồi hướng công đức tạo trừ tật bệnh Phật tử Nguyễn Đoàn Tuyết Sương pháp danh Liên Ngọc. Hiện tiền tai qua nạn khỏi tật bệnh, giảm thiên nhất thiết ác duyên tất giai tiêu diệt, lại xin hồi hướng kỳ an. Toàn thể quý Phật tử đạo tràng niệm Phật tâm lượng tâm hạnh, thừa tư công đức phóng sanh. Hiện tiền thân tâm an lạc phước huệ trang nghiêm, sở nguyện tùy tâm sở cầu như ý, quan gia rửa sạch nghiệp chướng tiêu trừ, đời đời nương bóng từ kiếp kiếp tu Phật đạo, phụng thờ Tam Bảo qua thoát khỏi đường mê bờ giác, quay về xây thành cực lạc. Lại nguyện hồi hướng kỳ siêu độ chư tiên linh cụ huyền thất tổ lịch đại tông thân, trượng thử thừa ân cầu mong giải thoát âm siêu dương hỡi pháp giới chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. A Di Đà Phật, tự quy Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại pháp vô thượng tâm, tự quy Phật đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, tự quy